Rồi, Nhiên sẽ test con máy cho mấy anh chị xem có điều chỉnh 6 tốc độ xem nó làm việc như thế nào nhé. Đơn giản ha. Rồi mình lấy lưỡi hộp kia mình test thử luôn. Quá đơn giản luôn ha. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bộ lâm xích này mình chế vô cái máy này mình cắt thử luôn. Máy này làm được rất là nhiều việc nha. Các anh chị gấp cái lâm xích này vô cũng phải gấp cho nó đúng ha, cho nó đúng chiều, đúng cái chiều quay nó ha. Cái này là mình bắt cái bát, cái bát để che bảo vệ ha, che chắn bảo vệ, siết cứng nó lại. Cắt gỗ lại ha. Rất là ngọt luôn á. Wow, ngọt ghê chưa. Quá đơn giản. Rồi, xin chào các anh chị cô chú đang đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Vừa rồi các anh chị thấy Nhiên làm một cái con máy, Nhiên test một cái con máy rất là mạnh, mà cái giá con này rất là rẻ, nó có điều chỉnh 6 tốc độ nữa. Con máy này thương hiệu HST điều chỉnh 6 tốc độ, nhưng bán giá chỉ là 600 ngàn thôi anh chị. Được bao ship trong thời gian này, được bao ship luôn, giá chỉ 600 ngàn. Một con máy gọn gàng, cái ruột này đảm bảo lớn chút xíu, nhưng mở ra các anh chị xem nó rất là mạnh, nhưng điều chỉnh lên rất là mạnh luôn. Con này á thì công suất của nó đạt lên tới là 950W lần. Tốc độ nó điều chỉnh từ 2008 cho tới 11.000 vòng trên 1 phút. Điện 220, ha, tần số 60 sức. Cốt nó là cốt M10, tức là nó 100 đá 100mm ha. Nó tặng kèm cho mình một cái bảo vệ nè ha. Rồi một cái tay nắm bên hông nè. Rồi một cái khóa mở và một cái catalog. Cái sản phẩm này á thì nó bảo hành cho mình 6 tháng. Giá chỉ 600 ngàn mà mấy anh chị thấy mỗi sản phẩm như thế này ha. Điều chỉnh đây 6 tốc độ. Các anh chị muốn chạy nhấn thì giữ thì chạy luôn. Đó. Dây nguồn này thì nó tầm chừng cỡ 2 mét thôi. Cái sản phẩm này ở trên cái tay này nó thiết kế rất là hay, cầm vô nó không bị trơn trượt gì ha. Nó thiết kế có những cái đường viền như thế này nè. Đó, thì với 600 ngàn thì mấy anh chị sở hữu một con máy này, các anh chị có thể là mua kèm một cái lưỡi lam xích đó. Thì các anh chị mua kèm nhưng tính nó là 180 ngàn thôi cho mấy anh chị mua kèm có lam xích. Đó, giống như nãy nhìn cắt ha. Rồi bây giờ Nhiên sẽ mở ra, khui ra cho mấy chị xem ở bên trong đó của nó như thế nào nha. Rồi, anh chị thấy nè, nhỏ mà có vỏ nha. Rồi, nhìn cái này mà mấy anh chị mà thấy là phải mua liền luôn, giá rẻ. Đúng là nhỏ mà có vỏ. Một con máy này nó chỉ nặng 1,7 kg thôi, 1,7 kg thôi. Mà mấy anh chị mở ra nhìn nhông nhìn ruột là mình mới nói chuyện ha, nhìn vô mình phải mới thấy được. Đó, trước tiên là ở đầu là bạc đạn là thấy ngon rồi đó, bạc đạn là nó chạy. Nó có miếng che bụi ở trên để chống bụi, chống hư bạc đạn đầu là thấy ngon rồi đó. Nhông là nó nhông ép, các anh chị thấy là nhông, cái nhông của nó là ép vô thì nó sẽ tránh cái tình trạng là nó kêu cạch cạch cạch. Mấy anh chị thấy chạy nó rất là êm thấy không? Đó, nên nhông ép là thấy ngon nữa rồi. Ở trong này là bạc ở phía sau đó, mở bò, đây là nút nhấn để mình khóa đá nè ha. Đấy. Rồi ở đây nhông ở trên đỉnh đầu
là coi như mấy anh chị thấy là nó xiết một con tán lại để nó không có bị lắc cái nhông đó, không có bị mòn chốt rồi đó. Rồi kế tiếp một cái nữa là cái ô to này, chà bá luôn, cái ô to quá là lớn luôn, mà ở đây có cái yếm bảo vệ bạc đạn coi như khỏi bị bụi vô bạc đạn đó. Cái gột nhiên đo đây là cánh gió nó nè, thì sẽ đo cái gột cho mấy anh chị xem cái gột này nó bao lớn nha. Đó, gột này xem nó bao lớn và chiều dài nó bao nhiêu, phải không? Nó là 434,6 luôn, 34,6 mm ha. Chiều dài của nó nè, xem chiều dài nó được bao nhiêu. Chiều dài nó gần 22 đó, chiều dài nó gần 22 phân đó mấy anh chị. Có gần 22 mm nè, mấy anh chị thấy chưa? Đó. Mấy anh chị thấy với một con máy chiều dài và chiều rộng nó lớn như vậy thì cái sản phẩm này mấy anh chị thấy là quá ngon rồi. Ở đây thì dây đai nó đai vòng vòng vòng, mấy anh chị thấy ở trên đầu nó có một cái lớp keo nữa thì để nó bảo vệ. Thì cái pin cái SATO này nó là dây đồng 100% mà đó, mấy anh chị thấy không, nó giờ quấn dây quá trời luôn, nhỏ nhưng mà có vỏ gọn nhỏ thôi, nhưng mà cái ruột chà bá luôn, giá chỉ 600.000. Đặc biệt thích thích nhất là điều chỉnh 6 tốc độ đó, mấy anh chị thấy không, như khui một căn máy ra mấy anh chị thấy rất là rõ ràng luôn. Than nó xài than 411 ha, mã than 411, sau này hết than mấy anh chị có thể dễ dàng mua đó. Mấy anh chị thấy một con máy giá chỉ 600.000 có điều chỉnh 6 tốc độ được bao ship, thì các anh chị thấy một mức giá này rất là tốt. Mình có thể mình, và đặc biệt các anh chị mua thì được kèm một cái lâm xích với giá ưu đãi nữa ha. Đó thì các anh chị thấy cái sản phẩm này nó phù hợp thì mình alo qua số điện thoại bên trên để các anh chị mua về, có thể mình xài trong nhà đánh bóng đánh bát cắt mài gì, nó có tốc độ mà nó rất là an toàn, đặc biệt công tắc bóp nó càng an toàn hơn nữa ha. Đó, đó là những cái chia sẻ của Nhiên. Nếu các anh chị thấy phù hợp thì alo hoặc là để tại số điện thoại bên dưới, nhân viên sẽ liên hệ các anh chị cô chú. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về các dòng sản phẩm trên thị trường hiện tại. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video kế tiếp. Xin chào các chị.